Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ làm một video clip chia sẻ với mọi người về chu trình một buổi sáng trong tuần bình thường của mình và cách mà mình sắp xếp thời gian để có thể hoàn thiện chu trình đấy cùng với hai bạn nhỏ. Một bạn hiện tại đã hơn 4 tuổi và một bạn thì sắp được 3 tháng. Đầu tiên thì buổi sáng của mình sẽ thường bắt đầu vào khoảng tầm 6 giờ 30 sáng với việc em bé đánh thức, mẹ dậy và đòi ti. Sau khi đã tu ti mẹ no nê hai bầu thì bạn sẽ chịu khó nằm chơi để mẹ có thể đi loanh quanh trong phòng, dọn dẹp phòng ốc, thu xếp lại một số món đồ mình đã sử dụng cho bạn vào buổi đêm ngày hôm qua, đồng thời đi sang phòng bên cạnh để đánh thức bạn lớn dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Đầu tiên thì mình sẽ vệ sinh cá nhân cho bạn lớn trước bằng việc đánh răng và rửa mặt trong lúc để cho bạn bé nằm chơi cùng với bác giúp việc và bố. Sau đấy thì bạn lớn sẽ tự giác mặc quần áo, tự chọn quần áo và mặc quần áo của ngày hôm đấy trong khi mẹ vệ sinh cá nhân cho em bé. Việc vệ sinh cá nhân cho bạn thứ hai thì bao gồm có vệ sinh mắt mũi, tai, họng vào buổi sáng, đồng thời vệ sinh khu vực đóng bỉm và thay bỉm mới. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong cho bạn bé thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với bạn lớn bằng việc chuẩn bị cho bạn sẵn sàng đi học. Vì tóc của bạn đã khá là dài rồi cho nên buổi sáng cũng mất khá nhiều thời gian để có thể thống nhất với bạn xem ngày hôm nay nên buộc tóc như thế nào, buộc theo kiểu gì nếu bạn thích. Tiếp theo đấy thì mình sẽ cho bạn đi uống thuốc bổ và bôi một số các loại thuốc cần thiết trước khi ra khỏi nhà, bởi vì hiện tại ở ngoài thì có khá nhiều loại dịch nguy hiểm. Sau khi đã vệ sinh cá nhân cho hai bạn lớn và bạn bé xong thì mình sẽ đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân cho bản thân. Và skincare và body care thì mình sẽ để dành một lúc sau khi bạn bé đang ngủ nap đầu tiên ở trong ngày vì sẽ có nhiều thời gian hơn. Hiện tại mình đang cho bạn Sốp uống thuốc bổ multivitamin của Đức mỗi ngày một thìa vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và trước khi đi học. Và trước khi ra khỏi nhà thì mình sẽ xịt thuốc mũi cho bạn. Thuốc mũi mà mình đang sử dụng là của Chico. Và ngoài ra mình có một em dung dịch xịt để đẩy trùng các cái loại vi khuẩn gây ra các bệnh dịch rất phổ biến hiện nay, trong đấy đặc biệt là bệnh tay chân miệng, rất dễ xảy ra với các bạn đã đi học mẫu giáo. Sau khi bạn đã đi học xong thì mình sẽ ăn sáng. Và trong lúc đấy thì bạn bé ở trong nhà đang rất là tỉnh táo, vui vẻ, nằm nói chuyện cùng với bố khoảng tầm 5-10 phút. Sau đấy thì bác giúp việc sẽ bế ra ban công để tắm nắng hàng ngày. Thường thì bạn bé sẽ ngủ sau khoảng tầm 20-30 phút sau đấy. Tranh thủ lúc bạn ngủ thì mình sẽ dọn dẹp quanh nhà một chút, đồng thời về đấy thì sẽ skin care và body care. Hiện tại thì cái chu trình chăm sóc da và cơ thể của mình rất là đơn giản. Buổi sáng thì mình sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt Corex, sau đấy thì mình sẽ sử dụng Albion Essence để apply lên cung cấp độ ẩm cũng như là cân bằng da. Và cuối cùng thì mình sẽ kết thúc bằng em kem dưỡng Tidal của Sunday Riley. Mình không sử dụng thêm serum hay là một cái đặc trị nào khác hết cả, tại vì hiện tại thì da của mình khá là mẫn cảm. Mình cũng có sử dụng kem mắt của L'Oreal và son dưỡng môi của NYX nữa. Với các sản phẩm chăm sóc cơ thể thì hiện tại mình sử dụng Firming Lotions của Palmer's. Ngoài ra vì mình để mổ nên mình có sử dụng Sea Mama Healing của Earth Mama Angel Baby để bôi lên vết mổ. Sau khi đã hoàn thành xong skin care, body care và bôi kem chống nắng thì mình sẽ xịt thuốc mũi Remus, bởi vì hiện tại thì đang có dịch sốt xuất huyết cho nên mình rất sợ bị mũi đốt. Hoàn thiện xong tất cả các bước đấy thì mình sẽ lên đường đi ra chợ để mua một ít đồ ăn sơ chế trong ngày và ăn trong ngày.
Sau khi trở về nhà, mình sẽ uống thuốc bổ. Hiện tại mình đang sử dụng hai loại thuốc bổ là thuốc bổ Elevit dành cho mẹ đang nuôi con bú và Herbs of Gold Breastfeeding Support. Hai loại thuốc này giúp cho mình bổ sung những cái dưỡng chất bị thiếu đi trong giai đoạn mang thai nuôi con bú. Đồng thời với đấy thì cũng giúp cho cái chất lượng sữa của cơ thể trở nên tốt hơn. Bằng tầm thời gian đấy thì bạn bé đã thức dậy sau nap đầu tiên trong ngày và mình sẽ bôi thuốc cho bạn rồi cho bạn xuống dưới sân hóng gió một chút. Sau đấy thì khi trở về nhà cũng là đến giờ bạn đòi tuti và mình sẽ cho bạn tuti non đi hai bầu rồi nằm chơi một chút và cuối cùng là sẽ kết thúc bằng nap thứ hai ở trong ngày. Còn mẹ thì sẽ chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Vừa rồi là toàn bộ chương trình buổi sáng một ngày bình thường trong tuần của mình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau.